Surface Pro 11 có thể là một chiếc máy không khác nhiều về thiết kế cũng như là kiểu dáng bên ngoài so với lại hai thế hệ ngay trước đó. Tuy nhiên năm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để mong chờ về chiếc máy này. Trên thực tế, kể từ khi mà mình dùng cái máy này để làm bài review thì có rất là nhiều bạn bè của mình đã hỏi về nó, về hiệu năng, về pin, về tất cả những thứ khác mà nó có, bởi vì năm nay chúng ta sẽ có một chiếc máy với con chip ARM ở bên trong chứ không phải là chip X86 như trước đây. Và trong cái chủ đề này thì mình sẽ đánh giá chi tiết về Surface Pro 11 để xem là hiệu năng, về độ tương thích các ứng dụng của nó như thế nào và quan trọng hết đó là thời gian sử dụng pin. Thì chiếc máy mà mình trải nghiệm như các bạn đang nhìn thấy ở phía sau của mình đây, nó là cái bản sử dụng con chip là Snapdragon X Plus, tức là nó là cái bản thấp thôi, với 10 nhân xử lý chứ không phải là con chip X Elite cao hơn. Đây sẽ là phiên bản mình nghĩ là sẽ dành cho số đông bởi vì nó là một con chip rất là tối ưu giữa hiệu năng, thời gian sử dụng pin cũng như là về chi phí mà chúng ta bỏ ra. Có thể đó là những người văn phòng, những người làm việc online hay thậm chí là một chút ít xử lý đồ họa hay là hình ảnh cũng được. Và quan trọng hơn hết thì Microsoft bán ra Surface Pro 11 với cấu hình RAM thấp nhất là từ 16GB trở lên. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của Surface Pro 11 năm nay thì rõ ràng rằng nó không có gì thay đổi so với lại Pro 9 hay là Pro 10 mà mình đã từng làm review gần đây. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc máy với hoàn thiện rất là đẹp, vỏ nhôm cao cấp. Các bạn sẽ thấy là Microsoft đã bo cong cũng như là làm với những cái cạnh, những cái góc nó rất là mềm mại và nó ôm tay. Nó cho cảm giác thân thiện khi mà chúng ta cầm máy lên để sử dụng. Và cái phiên bản màu sắc ở đây nó có tên là Dune, tức là cái bản màu nâu cát, thì đó là một màu sắc rất là đẹp. Mình nghĩ những cái lựa chọn màu sắc mà Microsoft năm nay đưa ra, ví dụ như màu nâu cát này hay là màu xanh, thì tất cả nó đều đẹp và rất là cá tính. Và với dòng Surface Pro thì chúng ta vẫn sẽ có một cái chân đế rất là huyền thoại ở kia. Mình có thể dễ dàng mình ngả nó ra và mình sẽ ngả cái máy này theo nhiều góc khác nhau, từ việc gõ bàn phím cho tới việc thao tác với cái bút. Các bạn sẽ thấy là cái bản lề của cái chân đế này nó rất là chắc nha. Ngay cả khi mình đặt cái máy này sát mặt bàn và mình ấn lên màn hình, ví dụ như mình vẽ hay là mình thao tác, thì cái chân đế nó vẫn tỏ ra rất là chắc chắn và cứng cáp. Sẽ có hai ý kiến khác nhau về cái cách thiết kế của dòng Surface Pro. Với mình thì mình thấy là nó không tiện bằng laptop. Tức là với laptop thì mình sẽ dùng tay mình mở nó ra, nó tương tự như một quyển sổ vậy. Mình có thể đặt nó trên bàn làm việc hay là mình có thể đặt nó trên đùi để làm việc. Nhưng mà với chiếc Surface Pro 11 này thì mình nghĩ là nó sẽ tối ưu nhất khi mà mình đặt nó trên bàn. Còn khi mà chúng ta sử dụng nó để làm việc, ví dụ đặt trên đùi chẳng hạn, thì rõ ràng rằng nó sẽ không tuyệt vời như là những chiếc laptop truyền thống. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 13 inch và cái phiên bản Snapdragon X Plus này nó không có màn hình OLED, nó chỉ có màn hình LCD thôi. Lát mình sẽ nói về cái màn hình sau. Nhưng mà rõ ràng là so với Pro 9 thì nó sẽ có một chút nâng cấp đây, tức là các bạn thấy là những cái góc của màn hình bây giờ nó được bo cong hơn, tức là nó sẽ bo cong tương tự như cái viền bên ngoài của máy. Ở trong khi đó thì bên trái mình sẽ có hai cổng USB 4 với giao thức là USB-C và bên phải là một cổng sạc riêng của Microsoft. Với quan điểm của mình nha, thì mình thấy rằng cái cổng sạc riêng này nó là dư thừa trên Surface Pro 11. Có lẽ là mình sẽ không bao giờ mình dùng đến cổng này, bởi vì thông qua hai cổng USB-C ở đây thì mình đã có thể làm được tất cả mọi thứ, từ kết nối thiết bị ngoài vi xuất ra màn hình hay là sạc nhanh cho cái máy này. Cho nên mình nghĩ là cái MagSafe ở trên MacBook hay là cái cổng sạc riêng của cái máy tính Microsoft này thì chúng ta sẽ rất ít sử dụng đến nó và gần như là chúng ta sẽ quên nó đi. Surface Pro có thể coi là dòng máy lai, chúng ta có thể tháo rời bàn phím để sử dụng nó như một tablet, còn khi gắn bàn phím nó sẽ thành một cái laptop. Và ở đây thì mình có một cái bàn phím với một cái bút. Dĩ nhiên là hai cái phụ kiện này chúng ta phải mua ngoài và nó cũng có màu sắc nó tương đồng với lại cái màu của máy. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có da Alcantara. Các bạn thấy là cái bàn phím này sẽ có sẵn một cái khe để mình gài cái bút vào và như vậy thì mình có thể luôn mang cái bàn phím và cái bút đi bên cạnh. Về cái thao tác gõ cũng như là trải nghiệm với bộ đôi bàn phím và cái bút này thì mình thấy rằng cái phần bàn dây chuột ở phía dưới này Microsoft thiết kế nó hơi nhỏ. Nếu như Microsoft có một cách nào đấy để thiết kế lại cái không gian, tức là họ tăng cái bàn dây chuột này lên thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Còn về cái trải nghiệm gõ thì mình thấy rằng khi mà mình đặt cái bàn phím này nó hít vào trong máy thì bởi vì các bạn biết là cái bàn phím của Microsoft chúng nó rất là mềm, chúng ta có thể uốn cong nó được, cho nên là khi mà gõ thì nó sẽ không cho cái trải nghiệm tốt lắm. Tức là mình vẫn có một cái độ rung và một cái độ mềm nhất định, cho nên là mình thường đặt cái bàn phím này phẳng xuống mặt bàn, khi đó thì mình gõ phím nó sẽ ổn định hơn một chút. Còn về cái bút này thì đó là một cái bút khá là hay, mặc dù nó thiết kế dẹt như này thôi nhưng mà khi cầm để thao tác viết hay là vẽ trên màn hình nó rất là tuyệt vời. Và mình sẽ có đầu tẩy cũng như là một nút bấm ở đây để chúng ta có thể khai thác hết tính năng với bút thông qua những ứng dụng, ví dụ như là Microsoft Paint để vẽ hay là Microsoft OneNote để ghi chú. Các bạn sẽ thấy là Surface Pro 11 được trang bị một camera cũng như là cụm cảm biến ở phía trước này để cho tính năng mở khóa Windows Hello. Nó là một cái phương thức mở khóa tương tự như là Face ID vậy, tức là mình chỉ cần nhận diện khuôn mặt thôi là cái máy nó sẽ mở khóa, nó unlock. Ok, ở đây thì mình đang thử quay một đoạn video và ghi âm bằng cái Surface Pro 11 thì các bạn thấy là cái chất lượng camera của nó rất là ấn tượng. Mình đang quay bằng camera trước thì những cái chi tiết ở trên khuôn mặt hay là những cái vùng xung quanh á,
nó được bảo toàn một cách tối đa. Bên cạnh những cái tính năng ví dụ như tự động điều chỉnh khung hình thì các bạn thấy là khi mà bật cái này lên thì nó sẽ sử dụng camera góc siêu rộng để nó quay một cái góc rộng hơn. Cho nên là nếu mà chủ thể có quay hay là nghiêng sang hai bên thì nó sẽ tự động điều chỉnh sao cho chủ thể vẫn ở giữa khung hình. Ngoài ra thì mình còn có một số những cái tính năng ví dụ như là xóa phông. Thì các bạn thấy là Surface Pro 11 sẽ cho mình hai cái lựa chọn xóa phông, đó là tiêu chuẩn và chân dung. Mình để mức tiêu chuẩn như này các bạn thấy là nó hơi ảo một chút bởi vì những cái phông sau nó sẽ bị xóa đi một cách rất là mù mịt. Cho nên là mình sẽ để về cái chân dung này nó sẽ hợp lý hơn. Và cuối cùng đó là cái bộ lọc màu. Nó không phải là bộ lọc màu mà đây là bộ lọc sáng tạo, tức là chúng ta có thể chỉnh nó thành những cái hiệu ứng khác nhau. Ví dụ như là màu nước ở đây hay là hoạt hình đó. Thì các bạn thấy là vẫn là mình thôi nhưng mà nó sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Còn về chất lượng của loa ngoài thì các bạn sẽ biết là Microsoft Surface Pro 11 nó sẽ có cái giải loa nằm ở bên trên. Đây là mình đang nói cái tư thế mình dùng nó như một chiếc laptop nha. Cho nên khi mà mình xem video YouTube, mình xem phim hay mình nghe nhạc thì nó sẽ hơi khác một chút so với laptop. Tức là những cái laptop khác thì các bạn thấy là loa nó đặt ở phần dưới bàn phím. Nhưng mà với Surface Pro 11 thì cái loa đặt ở phía bên cạnh trên của màn hình. Cho nên là cái lượng âm thanh khi mà nó dội tới tai của mình nó cũng khác một chút và nó đem lại một cái trải nghiệm khá là thú vị. Mình đánh giá loa ngoài của Surface Pro 11 là rất tốt so với những chiếc laptop mà mình trải nghiệm. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 13 inch và riêng cái dòng Snapdragon X Plus này thì nó chỉ là LCD bình thường mà thôi, chứ nó không phải là lựa chọn OLED như là các bạn chọn lên cái Snapdragon X Elite. Tuy nhiên với cá nhân mình không phải là một người giải trí nhiều về máy tính, mình không xem phim nhiều cho nên với mình một cái màn hình LCD như vậy là đủ. Nó đủ vì sao? Tức là chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ sáng rất tốt trong khi chất lượng hình ảnh nó vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên mình thấy là cái màn hình của Surface Pro 11 nó phản chiếu khá là nhiều ánh sáng, cho nên những bạn nào mà thường xuyên làm việc ngoài trời, mặc dù đây là bản LCD với độ sáng tốt rồi nha, nhưng mà mình thấy là cái ánh sáng nó phản chiếu vào những màn hình này khá là nhiều. Nếu như Microsoft làm ra một cái lớp phủ chống chói nào cho Surface Pro 11 thì chắc chắn là nó sẽ là một cái máy rất là tuyệt vời về màn hình. Với Surface Pro 11 thì bây giờ Microsoft đã trang bị cho nó con chip với nền tảng ARM, chứ không phải là những con chip như Intel hay là AMD trước đây, tức là chúng ta sẽ có một hệ thống chip hoàn toàn khác và những ứng dụng làm ra cho nó thì cũng hoàn toàn khác. Có thể hiểu đơn giản đây là cái máy nó đang chạy một ngôn ngữ khác, cho nên nó sẽ không hiểu được ngôn ngữ của những ứng dụng x86 trước đây. Vì thế Microsoft đưa ra một cái tùy chọn, đó là sử dụng trình giả lập. Các nhà phát triển có thể sử dụng cái trình giả lập này để cho ứng dụng cũ của họ có thể chạy ở trên cái máy tính mà mình đang sử dụng ở đây. Quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng cái trình giả lập này nó ổn, tức là nó giúp những ứng dụng cũ có thể chạy ở trên một cái nền tảng mới. Ví dụ những ứng dụng mình rất hay sử dụng để ghi chú đó là Notion, nó chưa có bản dành cho chip ARM cho nên là mình phải sử dụng cái trình giả lập này để mình chạy nó. Nhưng mình thấy rằng đó là một cái ứng dụng rất là nhẹ thôi, nó chỉ là ghi chú đơn thuần thôi đúng không? Nhưng mà đôi khi mình chạy nó trên chiếc Surface Pro 11 của mình thì mình thấy là nó hơi bị khựng và nó hơi bị lag. Nó kiểu như là cái máy cấu hình thấp vậy, trong khi đây là một chiếc máy với cấu hình rất cao và một viên pin tốt. Đó là với trình giả lập nha, còn một số ứng dụng khác nó sẽ chưa có ở trên cái máy này luôn. Ví dụ cơ bản nhất đó là cái trình duyệt web Arc mà mình đang sử dụng ở trên cái máy Mac của mình. Mình đã có bài review cái trình duyệt đó rồi. Đó là một cái trình duyệt web rất là tuyệt vời và nhẹ nhàng. Và khi mà mình mở cái máy này lên để mình setup thì mình tìm ngay cái trình duyệt web này để mình sử dụng. Tuy nhiên thì mình chưa thể tải nó về và cài đặt, bởi vì một điều rất cơ bản thôi đó là chưa hỗ trợ cho cái nền tảng này. Mình nghĩ là trong thời gian tới thì các nhà phát triển cũng sẽ tung ra những cái phiên bản cho chip ARM thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian. Còn lại thì những ứng dụng mình hay sử dụng thì nó đã đều hỗ trợ cái nền tảng ARM này rồi. Ví dụ như là bộ Adobe Photoshop hay Lightroom, cũng như là bộ Microsoft Office và một vài những ứng dụng khác nữa. Thì với những ứng dụng đã hỗ trợ cho cái nền tảng mới này thì nó thực sự nhanh và mượt mà. Mình bất ngờ về điều đó luôn, về cái thời gian nó mở ứng dụng, về cái thời gian nó load file, cũng như là cái độ mát nó đem lại cho cái máy này. Cơ bản thì những cái ứng dụng mà mình sử dụng từ duyệt web, ghi chú cho tới chỉnh hình với Lightroom thì cái máy này nó hoàn toàn nó không nóng và nó không phát ra tiếng quạt kêu. Đó là cái quan trọng nhất với một chiếc máy tính. Tức là các bạn bây giờ chỉ cần hiểu đơn giản như này thôi. Surface Pro 11 là một chiếc máy rất mát, mượt mà và nhẹ nhàng bất kỳ một ứng dụng nào. Dĩ nhiên là con chip X Plus này nó sẽ không dành cho những tác vụ nặng, ví dụ như là chỉnh phim hay là đồ họa. Nhưng mà nếu như các bạn đang sử dụng như mình, tức là làm việc văn phòng, online, duyệt web hay là chỉnh sửa hình ảnh, thì nó sẽ đáp ứng tốt nhu cầu đó. Cuối cùng thì mình sẽ nói về pin. Đó cũng là một cái rất là được mong chờ trên những chiếc laptop với nền tảng ARM mới này. Microsoft có nói là những chiếc Surface Pro 11 với con chip X Plus này nó sẽ có thời gian duyệt web là 10 tiếng và thời gian xem video là 14 tiếng. Tuy nhiên khi mà mình đánh giá hiệu năng về pin của những chiếc laptop thì mình nghĩ là mình sẽ không dùng cái thời gian duyệt web hay là thời gian xem phim ra để làm thước đo, mà mình sẽ tính theo ngày làm việc, tức là chúng ta có thể làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc là từ 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thì đó là một ngày làm việc. Thì với chiếc Surface Pro 11 ở đây, nó hoàn toàn đáp ứng tốt cái nhu cầu của mình trong một ngày làm việc đó. Tức là buổi sáng mình sẽ mang nó đi làm và buổi tối mình mang về mình mới cần sạc nó, chứ mình không phải sạc lại giữa chừng.
Thậm chí là trong một số ngày mà mình đi chơi, mình mang cái máy đi, mình đi 2 ngày nha, thì 2 ngày đó nó vẫn còn pin luôn. Dĩ nhiên là mình sẽ sử dụng ít hơn ở nhà, nhưng mà mình nói như vậy để các bạn thấy là những chiếc laptop Windows với nền tảng chip ARM mới bây giờ nó đã có thời lượng pin rất rất tốt rồi. Mặc dù những công việc mình làm không phải là nhẹ quá, ví dụ như mình chỉnh hình, mình duyệt web với rất là nhiều tab và mình online thường xuyên, thì nó hoàn toàn nó đáp ứng được trong một ngày làm việc. Ok, đó là cái bài đánh giá chi tiết của mình về Surface Pro 11, một chiếc máy khá là điển hình cho cái nền tảng chip ARM mới năm nay. Chúng ta sẽ có một chiếc máy mát, mượt mà, hoạt động rất là nhanh và pin đủ một ngày để chúng ta làm việc hay là giải trí trên đó. Cái mà chúng ta cần bây giờ là sự tham gia nhiều hơn của các nhà phát triển ứng dụng để họ viết ra những ứng dụng dành cho cái nền tảng mới này. Khi đó những người dùng Windows sẽ có những chiếc máy tính và những ứng dụng rất là tuyệt vời để sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.